sao? Và xử lý khá nhạy bén của thủ môn bên phía FC Đam Mê. Thì không xử lý tốt của Văn Dũng. Không được rồi. Trường Giang. Pha quá người không tốt của Trường Giang. Văn Trung. Vẫn là Văn Trung. Tiếp tục nào, tranh chấp rất quyết liệt. Đi sâu. Văn Thành. Đường chuyền dài của Văn Thành. Chuyền cho Văn Dũng. Nào. Rất đáng tiếc. Trọng tài biên bên phía FC Real Tomama hoạt động khá nhàn hạ. Tôi cảm thấy anh có vẻ hơi lạnh bởi vì anh đứng khá lâu chưa được chạy. Đội bàn phản công. Có tiếng còi, cầu thủ đội bạn đã bị đau. Không biết trọng tài đang nhắc nhở gì đây. Là một quả đá phạt dành cho FC Đam Mê. Đây sẽ là một cơ hội để thủ môn Duy Hoàng thể hiện hết tài năng của mình. Hôm nay anh đứng tại cầu môn khá nhàn hạ. Và cái thời tiết lạnh thế này nữa. Bạn sút xa. Không xin nhê gì. Bóng đã vào tay. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Bây giờ một lần nữa, thủ môn Huy Hoàng lại đối diện với chiếc khung thành. Cú penalty. Sao nào? Hoàng ơi! Phạt đánh lừa nhưng mà lừa đúng ra ngoài. Tuấn bắn bóng lên. Văn Dũng ơi, lên nào. Lên đây. Vâng, chúng ta đã thổi còi bên mình.
lại vịt vị rồi. Bên này nhàn quá. Phút thứ 6 có hiệp 2. Tổng tỷ số của hai hiện tại vẫn đang là 3-0. Rồi. Trọng tài Vin quá nhàn hạ nên anh nó phải vận động cho ấm người lên. Bóng loan trong chân các cầu thủ áo xanh. Pha chuyền bóng về cho Trường Giang. Trường Giang ơi, cơ hội để lấy điểm nào. Trường Giang có lẽ là muốn mua cậu lên một cú bóng lên cao. Thế nhưng là vừa tầm đối với thủ môn. Trung Đức chạy cánh. Chạy nào Trung Đức ơi. Bóng của Xuân Tuấn. Mitchell. Văn Thành bắn xa. Trường Giang. Xử lý tốt. Không được, ngã rồi. Bóng đã ra khỏi sân. Ném pin dành cho Real Tobama. Anh này lại bắn Micho, anh lại chuẩn bị bắn vào cung thành về phía đội bạn. Bắn nào rồi, vào nào rồi. Đúng quả đầu tiên đá bên kia. Những pha nhắm của anh Jo là rất chuẩn về phía cầu môn. Trường Giang có bóng rồi, sút đi không? Sút đâu? Anh quyết định lừa rồi anh mới sút. Xuân Sáng. Có lẽ nắm trọn ba quả trong tay nên các cầu thủ bên phía Real Tobama thi đấu với tinh thần hết sức thoải mái. Bật thì ghi thêm quả nữa, mà không bật thì thôi. Tôi có hiểu được tâm lý điều đó. Mình cảm thấy là bên này họ cầm bóng không chắc, không chạy nữa. Cầu thủ áo đỏ đã lấy được bóng rồi. Mất rồi. Bạn đã phản công. Phá chuyền bóng của đội bạn về cho thủ môn Huy Hoàng. Trọng tài tốt bụng thế. Oh,
vàng gần hết sân. Tuấn bắn ra không được. Xuân Tuấn Quang bắn trung, bắn thành chuyển về bắn sáng, bắn lên Trung Đức, bắn thành, bắn tiếp nào và bắn là khá mạnh. Phút thứ 12 rồi, tỷ số vẫn đang là 3-0 nhưng về Real Tawama thả bứt tốc, sự đoán rất tốt. Bóng vẫn còn, đội anh gặp đội nào? Anh ơi, chân ra đấy. Không, không, đá vào chân bên cờ, đá vào chân bên cậu mà. Cầu thủ đồ sộ. Thấy hình anh đồ sộ mà chiều cao anh. Đình Quang mất bóng rồi. Văn Thành rất tốt. Vào đâu, vào đâu. Ôi đấy xa quá rồi. Và bắn bóng là hơi nhẹ. Cánh luôn, cánh luôn. Tình huống nguy hiểm. Pha khép bóng rất tốt của thủ môn Duy Hoàng. Bắn bóng rất chuẩn vào người trọng tài. Trường Giang lại có bóng rồi. Có lẽ Trường Giang đã thấm mệt. Nếu mà bên sân này là không có
tài đã cho Real Roma hướng một quả phạt góc. Và người xuất phạt đấy vẫn là Mizzo. Đưa bóng vào. Ấy đâu? Không được. Sút đâu? Rất tiếc. Và tấn công những đường chuyển dài được Real Roma triển khai. Trường Giang. Giang ơi. Không được rồi. Thời gian không còn nhiều, tức 17 rồi. Rất là nhiều anh em đã ý kiến về những quy định của trọng tài. Tuy nhiên là tất cả là sẽ được chấp nhận thôi. Quy định của trọng tài luôn luôn là chấp nhận. Ở đây không có vào cũng gì ở đây hết. Trường Giang. Trường Giang luôn là cái tên mà tôi nhắc nhiều nhất trong mỗi trận đấu. Thế nhưng vẫn chưa có bàn thắng đâu với anh. Sút đâu? Không được. Nhưng mà có đủ năng lượng ở trên sân nhưng mà rất là tiếc vì anh chưa có bàn thắng cho riêng mình. Chưa bàn thắng có thể là pin rồi. Lâu lâu cũng phải cho FC Đam Mê dốc về tấn công một quả chứ. Pin FC Đam Mê. Và cản vào bóng vừa rồi là có ngoại bình Sanda. Sanda chuyền bóng cho Trung Đức. Trung Đức đã bị lỗi cao chân. Quả là Darian Caratedo. Nãy có vào sân không anh? Phạt dành cho FC Đam Mê. Trung Đức. Chuyền bóng cho Trường Giang. Rất tốt. Lên nào Trường Giang ơi. Lên tiếp công cũng vào được không? Ôi lại vào sang không? Bắt đầu. Ôi giời.
Thắng ơi! Hôm nay tôi nhắc tên Giang hơi bị nhiều đấy. Vâng, trọng tài người Việt Nam đã tối quậy kết thúc trận đấu giữa hai đội Real Tomama gặp FC Đam Mê. Số trận đấu nghiêng về 3-0. Xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên ông Lê Xuân Điệp. Real Tomama tuyệt vời. Tăng 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 tăng.